Toàn xin chào anh chị em đến với kênh Bất Động Sản Vĩnh Long Thanh Toàn, nơi ký nhận, giới thiệu, mua bán nhà đất, khu vực, tỉnh Vĩnh Long. Hôm nay là Toàn muốn giới thiệu đến anh chị em mình một miếng đất nền thuộc phường Trường An của thành phố Vĩnh Long. Và đây cũng là con lộ của trước đất mình. Lộ của trước đất mình thì xe hơi vào vẫn được nghe anh chị em mình. Con cái là điển hình như chưa có sửa soạn cho em nó thì nhìn thì nó cũng không được đẹp mắt cho lắm. Xung quanh ở đây thì bà con mình ở rất là đông rồi. Và còn về vấn đề điện và nước thì cũng đã có hẳn hoi. Anh chị em mình cứ yên tâm, không cần phải bận tâm. Cái miếng đất của mình là nó thuộc phường Trường An. Và vị trí của miếng đất này phạm vi một cây số thì nó sẽ có đủ các tiện ích cho anh chị em mình luôn. Đây mà ra ngoài chợ Trường An của Vĩnh Long mình thì nó mất khoảng một cây rưỡi số thôi. Hoặc là bệnh viện Xuyên Á của Vĩnh Long mình, đây ra đó cũng phạm vi một cây rưỡi số. Rồi trường học, ủy ban, công an phường đều đầy đủ hết trơn, không thiếu gì hết trơn. Cái vị trí của miếng đất mình thì nó chỉ cách lộ nhựa khoảng 50m thôi. Anh chị em mình chịu khó nhìn kỹ trước mặt của màn hình thì sẽ thấy xe bà con mình chạy qua lại phía trước luôn. Ngay chỗ đối diện trước có cái để mấy cái kết bia đỏ đỏ lên đó anh chị em mình. Anh chị em mình mà đến với kênh của Toàn rồi thì anh chị em mình xem đất được hết sức là thực tế luôn. Tại vì mỗi một miếng đất nào Toàn nhận, Toàn đều đến đất đó, Toàn quay vòng vòng, quay rất là kỹ. Và kênh của Toàn hàng ngày 5 giờ Toàn đều có đưa đất lên bán. Và đất của Toàn đưa lên bán toàn bộ là đất của Toàn nhận đều là của chính chủ hết. Toàn không hề nhận qua trung gian nghe anh chị em mình. Và giá cả là do chủ đất, chủ nhà người ta quyết định, người ta gửi Toàn giá đó. Và Toàn đưa lên y chang vậy luôn. Toàn không có kê bất cứ của ai 1.000 nào cả. Và cũng vì vậy mà Toàn rất là mong anh chị em mình vui lòng đăng ký kênh YouTube của Toàn để anh chị em mình xem được những miếng đất nào anh chị em mình thấy phù hợp thì mua ở. Chưa mua ở thì có thể là xem để mà mua đầu tư. Chưa mua đầu tư, chưa mua ở luôn thì có thể là xem tham khảo để mà biết giá đất của Vĩnh Long mình. Sau này anh chị em mình có mua đất thì cũng không sợ bị lầm, cũng không sợ bị hố giá. Và đây là cái miếng đất mà Toàn muốn giới thiệu đến anh chị em mình đây. Cái miếng đất của mình là nó thuộc hướng nam nghe anh chị em mình. Đó, ngay chỗ chú chó đứng đó, cứ căng ngang qua bên phải của màn hình là 5,5m, ngang trước, ngang sau, ngang nào cũng là 5,5m hết. Và hai cạnh dài của đất mình là cạnh nào nó cũng được là 19m hết. Và tổng diện tích của miếng đất này là nó được 103m, đất đô thị nghe anh chị em mình. Và chủ kêu bán hết miếng đất này với cái giá là 630 triệu giá chốt nghe anh chị em mình. Bà kêu kê lên 660,5 đó, rả giá xuống là vừa. Bà chốt chắc chắn là cái giá là 630, mà cái tánh của Toàn anh chị em mình biết rồi, không có kê giá đó là đưa giá đó đó, chắc chắn là giá chốt 630. Còn thủ tục chuyển nhượng thì ổng bả chứ, bả sẽ bao cho anh chị em mình luôn. Hiện trạng của đất mình nó là như vậy. Toàn tính bước vô trong, Toàn quay cho anh chị em mình xem luôn. Nhưng mà bước qua hàng kẽm 70 này chắc có môn mà rách đá quần quá. Thôi khỏi đi, bỏ qua luôn, đứng ngoài quay vô cho anh chị em mình nhìn thôi vậy là được ha. Nói chung miếng đất mình nó dài vô tới bức tường trắng trắng ở trong anh chị em mình là nó được 19m. Bằng khoáng thì bà có sẵn sàng để mà phục vụ anh chị em mình. Và xung quanh ở đây thì đất thì Toàn nhìn theo sự quan sát của Toàn thì cũng không có thấy mã mồ gì hết. Đất sạch. Và từ vị trí của miếng đất này mà về tới khu công nghiệp Hòa Phú lớn nhất của Vĩnh Long mình á, thì nó sẽ mất 17 phút, khoảng cách của nó là 13 km. Và từ cầu Cần Thơ á, anh chị em mình muốn qua đây mua miếng đất này á, thì mất 57 phút chạy xe, khoảng cách của nó là 42 km. Và cũng từ bến xe miền Tây, anh chị em mình muốn về đây mua miếng đất nền này á, thì mất hết 2 giờ 20 phút chạy xe, khoảng cách của nó là 118 km. Bây giờ để Toàn quay sơ lược lại xung quanh của miếng đất mình cái nữa rồi anh chị em mình chia tay nha. Và theo cái hướng camera của Toàn nè, cái hướng này á, đi thẳng vô cái tới cái hàng mà bông đỏ đỏ đó anh chị em mình, thì nó cũng cùng rồi. Cái đường này nói chung là nó cũng không lưu thông. Bà con mình ở đây thì rất là đông, nhưng mà đường thì không thông nha anh chị em mình. Tới đó là thôi là nó hết. Cái miếng đất mà Toàn muốn giới thiệu đến anh chị em mình á, thì nó chỉ có vậy thôi. Anh chị em mình muốn xem đất thực tế hơn á, thì vui lòng liên hệ với Toàn qua số điện thoại là 0923 033 039 hoặc 0923 273 279. Vui lòng liên hệ với Toàn trước 1 giờ đồng hồ, Toàn dẫn anh chị em mình xem đất nha. Bây giờ Toàn xin chào, kính chúc anh chị em mình thật nhiều sức khỏe nha.